Welcome cả em trở kênh DHPG của mình hôm nay. Tiếp tục với con game Blue 9 thiên đường giả lập thì video mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày 29. Ngày hôm nay thì anh em chú ý cho mình mấy cái sau nhá. Hôm nay thì mình lên 70 giờ sáng nhưng mà cuối ngày mình mới có thời gian ấy. Tại mình đang test vài con game mới nên là không nào có nhiều gian để mình chơi con game Mở này ấy. Đợi mình test xong mấy con kia mình lại quay lại với con game Mở. Cái video này mình sẽ nâng cấp trang bị này cộng với mình tăng sao cái đài kỷ niệm lên. Rồi test xem mà con sai là có chém bén không nhá. Đây ok, giờ mình sẽ vào lưng trang bị em ơi. Đây sai, hiện tại mình đang cộng 18 này, đang farm nguyên liệu tiến bậc lên 19. Đội hình này, đây mình sẽ vào up trang bị trước nhá. Trang bị này mình giống như là thiếu một cục tăng sao thì phải. Đây chỉ có 4 cục em ơi. Anh em mà muốn lên nguyên set thì phải tốn 5 cục cơ. Mới may mới là thứ bảy thôi, tức là 2 ngày nữa thì mình mới full được cái set này nhá. Đây mình thử xem thức tỉnh nó tăng bao nhiêu chỉ số em ơi. Khoan đã. Đây anh em chú ý nhá. Hiện tại con sai đang là 9.099.000, cứ cho là 9 triệu bốt công nhá. Ok, 9 triệu bốt công này, để xem mình up hết tăng bao nhiêu công. Đây tăng xa mây bao nhiêu đây, 208, cũng không nhiều quá nhở. Để xem là cường hóa tăng bao nhiêu nhá. Ơ khoan á, à nhầm nhầm, cường hóa một cái một bao nhiêu đây, 185. Để xem rèn tăng bao nhiêu nhá, 170 này, 200 dưới. Tựa rèn tăng hơn 400k chiến. Đây tiếp là cái làm được nhá. 1 này, 62k, 62 này, cứ cho là 60k nhá. 4 cái là 250k, 250 phải không, 250 cộng với 200 là 450 em ơi. Đây chế tạo trang bị lên siêu phàm bậc 1 thì mới được chú linh tiếp theo này. Để lên bậc tiếp theo tốn gấp đôi nhá, 4 cái nguyên liệu em ơi. À khoan á, mình còn thiếu cả cái nguyên liệu thiết em ơi. Ủa chắc mình cứ lưng tạm cái công này nhá. Bây giờ mình sẽ xem nó tăng bao nhiêu công em ơi. 9 triệu mốt lên 9 triệu 479k, tức là mình tăng thêm 380k công em ơi, cũng khá nhiều ấy. Hạch tâm thì mình đang dồn cái công lên mắc em ơi, mình dồn mắc công luôn. Đấy thức tỉnh này từ 3 sao đến 4 sao ấy thì nó tốn chỉ có hai cái nguyên liệu em ơi, hai cái thôi. Còn về copy ấy, chắc nó phải tốn tầm 6 7 8 cái. Mình nhớ là lên mình nhớ là từ 23 nó tốn 6 cái rồi ấy. Khéo khi là lên 4 nó tốn 8 cái mày. Để cho em xem dòng của mình nhá. Công này tăng sát thương này, có hai dòng này hơi phế không nhá. Chắc về sau mà có nhiều cái thức tỉnh ấy, mình sẽ nâng lên nhưng mà khá lâu em ơi. Tại vì anh em mở khóa nhiều quá thì nó sẽ cần cái cục thức tỉnh nhá. Để công này, đấy, nó sẽ cần cái cục này. Đây dòng mình khá ổn em ơi. Tỷ lệ hút máu 8%, công 8%, sau khi đẩy đồ địch năng lượng cộng 100, rất là ngoan em ơi. Dòng này là chuẩn nhất rồi em ơi. Dòng trên này nó thêm cái dòng chính xác này, tăng sát thương này, tỉa bạo này là ngon nhá. Ok giờ mình đến lưng cái đài kỷ niệm ơi. Đây trợ giúp này, đài kỷ niệm em ơi. Khi anh em lên 70 thì nó được tăng sao nhá. À khoan á, để mình ra soi lại em ơi. À quên quên. Đây thuộc tính anh em chú ý nhá. Khắc Cyber 128, khắc Phantom 132. Đầu tiên mình sẽ khắc Phantom trước nhá. Vì đa số anh em chơi Phantom ấy nên chắc chắn mình sẽ cho cái khắc Phantom trước. Đâu rồi? Đây. Khắc chế Phantom này. Đầu xem là dòng công ưu tiên trước này. Quẩy luôn em ơi. Công này. Mình sẽ tăng cái dòng công trước nhá. Hết rồi mình chuyển sang bảng bên kia. Công này. Công này. Công tiếp này. Công này khá ngon em ơi. Nói chung là anh em mà lên level 70 ấy, có nhiều hơn chương anh em tăng rất là nhiều chỉ số nhá. Để xem mà tăng lên bao nhiêu rồi. Thuộc tính này 154% khác em ơi. Thế chắc là khéo khi mình sẽ khô máu đầu tư cái gói huân chương nhá. Mình nhớ ấy, sau lên nó có thêm cái gói huân chương ấy. Hình như là 300 ngọc sẽ được 35 cái huân chương chọn thì phải nhỉ. Lâu rồi mình cũng không nhớ em ơi. Chắc mình sẽ mua hai gói nếu là quà chọn nhá. Đâu nhở? Hạn mua chỉ tô này. Nát ghê nhở. Đã vội sáng rồi nó cứ lác lác này. Đây 328 ngọc anh em sẽ được 35 cái huân chương. Chọn nhá chứ không phải là ngẫu nhiên. Một phát em ơi. Xoát ghê nhở. Đây thêm phát lứa nhá. Ok em ơi. Ok giờ mình sẽ up cái đài kỷ niệm và mình up mắc khác nhá. Đồ này chắc mình sẽ cắt đi em ơi. Giờ mình up này tốn khá nhiều gian đấy.
Ok, đã xong em ơi. Lúc đó mình tưởng là không lâu, tốn tận nửa tiếng em ơi, rất là căng luôn này. Đầu tiên là khắc chế Phantom không? Đây, mắc sao em ơi, mắc hết sao nhá. Đây, tiếp đến là khắc chế Cyber nhá. Đây, khắc chế Cyber này, mắc này. Mắc này. Mắc này. Giờ mình sẽ dụ là mắc công em ơi. Đây, công còn rất nhiều cái chưa kích hoạt này. Chắc đợi một thời gian nữa là mình sẽ đầu tư thêm công nhá, full công luôn. Đấy em chú ý cho mình phần trăm nhá. Nói chung chú ấy tăng sao thì nó sẽ gấp cháo lên mấy cái dòng phần trăm nhá. Đây lúc đầu là 124 đúng không? Giờ là 248 ấy. Cái khác Phantom ấy, ngày mai mình cũng tăng một hai cái rồi ấy, nên là mới là 134%. Đây tổng cộng là 264 nhá. Đáng nghe lúc đầu là chỉ có 132% thôi. Nhưng mà mình nâng lên một cái là 134 nhá. Nói chung là nó sẽ gấp đôi em ơi. Đây 248% khác Cyber, 264% khác Phantom. Công 66.800, ok nhá. Bây giờ mình sẽ vào xem lại cái trình nhá. Đây lên là 15.442 vạn này. Mình nhớ vừa đấy chỉ có hơn 13k thôi. Ok nhá. Bây giờ mình nhớ lên 9 triệu 7 đêm rồi. Ngày mai mình sẽ thiết kế lên hơn 10 triệu đêm. Đây. Giờ thử xem ấy, PK với mấy bạn là full can đảm Cyber ấy. Xem nào nhá. Ở cái video trước mình là đánh với bạn nào nhỉ? Bạn White này hay bạn nào nhỉ? White hay Winnie nhỉ? Đây mình sẽ test thử cái bạn White nhá. 17k. Hơn mình 2k nha mày. Đây này xem cái con sai mình có ăn hại như trước nhá. Còn về cái đài hút máu ấy, mình lưng lên level 3 biết có cái lối nhỉ. Level 2 là lối rồi. Đây em chú ý cho mình con sai nhá. Sai Toji. Xem một phế không nào. Đầu tiên con giả anh này. Đây đêm sương sương 7 triệu tư không bạo luôn. Đấy bạn đây bao nhiêu? 120 triệu không nhỉ. Đây em chú ý nhau nhá. À quá tên mình vẫn chưa chết nhiều nhỉ. Ok em ơi, xem nhá. Để xem con sai mình nó chém được bao nhiêu này. Mắc khác luôn em ơi, đêm gần 10 triệu. Xem nó có đêm được 100 triệu không. Không biết là bạn này hay bạn kia u quan á. 310 triệu. Ui dồi ôi, 310 triệu. Chênh 20 triệu chiến. Phê không em ơi. Để đá thế mình còn liều mình làm với cái bạn là 28k nhá. Tưởng gấp đôi được chiến em ơi, gấp đôi được chiến luôn. Tầm này còn ngại gì nữa. Xong rồi mình sẽ tôi yêu mắc công này xong rồi lên mắc đêm cho sai. Chém cho phê em ơi. Ok nhá, không biết con sai mình có được chém không là quan trọng em ơi. Sợ sai mình còn ngủ trước khi được chém ấy. Đầu xem nhá. Đầu tiên là con Zima dí con sai này. Không biết một cái chém nhẹ có chết không nhỉ? À mà kể cả chết thì có hồi sinh mình em ơi, không lo. Chém 36 triệu. Được em ơi, được nhá. Đây, phải thế này ấy. Mẹ như ngày hôm qua, à đâu, ngày hôm trước ấy. Cái con xã anh nó đêm nhẹ bao nhiêu? Anh nhớ không? Zima một chém, đi luôn, không có nhiều. Ở cái video trước, cái con gì nhờ? Danh đêm nhẹ 12 triệu, mời con sai đêm mắc pin luôn. Được, có nhiêu? 18 triệu hay bao nhiêu nhỉ? Ơ khoan á. Cái đài hút máu nó bị lố em ơi. Level 3 mà vẫn lố nhỉ? Để chắc là mình sẽ phải trùng sinh lại ấy. Mày quá mà xài hút máu, bạn mà xài đêm là mình chết con mẹ rồi. Một người le tránh. Đêm 49 triệu. Đấy gấp đôi chiến em ơi. Gấp đôi chiến. Ôi bỏ qua em ơi. Chém 49 triệu là ngon rồi. Nếu mà không léo con là đêm hơn 6 triệu. Được nhá.